Thưa luật sư, thì hiện nay pháp luật quy định như thế nào về việc khai báo hành trình di chuyển cũng như là tiền sử bệnh khi có dịch bệnh xảy ra? Ngày 29 tháng 1 vừa rồi đó, thì lãnh đạo Bộ Y tế đã có ban hành một cái quyết định số 219. Theo đó thì đưa cái nhóm các cái bệnh dịch truyền nhiễm, bổ sung các bệnh dịch truyền nhiễm, trong đó có cái bệnh dịch là COVID-19 vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A, tức là nhóm nguy hiểm nhất. Và sau đó một ngày thì ngày mùng thì Thủ tướng cũng ban hành cái quyết định số 173 và đưa cái vấn đề dịch bệnh này lên ở cấp độ toàn cầu và đề nghị là tất cả các bộ ngành, các cơ quan phải áp dụng các cái quy trình về chống lây nhiễm theo luật phòng chống lây nhiễm bệnh. Thế thì chúng ta thấy là ở trong cái luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm ấy, thì có ở tại điều 8 đã có quy định tới 7 cái nhóm hành vi. Đấy. Theo đó thì những người dân là phải nghiêm cấm các cái hành vi như là không khai báo này, khai báo gian dối này, khai báo không trung thực về cái việc lây nhiễm, không thực hiện các cái việc là áp dụng các cái biện pháp phòng dịch của các cơ quan nhà nước cũng như là các cơ quan y tế và một loạt các cái hành vi khác liên quan đến việc là làm đảm bảo cái việc là không lan truyền dịch bệnh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là tất cả các công dân đều phải có nghĩa vụ tuân theo các cái chỉ thị trong cái trường hợp này. Thưa luật sư, thì mới đây thôi, ngay đêm ngày hôm qua thì có một phụ nữ họ đã bị nhiễm virus COVID-19 và bị nghi ngờ rằng là có hành vi khai báo không trung thực đối với lịch trình cũng như là tiền sử bệnh, đã gây ra những cái bức xúc ở trong dư luận. Nếu như cái trường hợp mà nghi ngờ này là đúng thì người phụ nữ này sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật? Nghị định số 173 về quy định xử lý hành chính trong lĩnh vực về y tế thì theo đó là tại điều 10 có rất nhiều các cái nhóm hành vi quy định, trong đó có cái hành vi là trốn tránh cái việc cách ly hoặc là thậm chí có những cái hành vi như khai báo gian dối thì cái người vi phạm sẽ bị xử lý hành chính tới mức phạt là từ 5 đến 10 triệu đồng. Ta đều biết là quan hệ xã hội thì nó luôn luôn đi trước quan hệ pháp luật, cho nên là cái mức 50 triệu này ở cái thời điểm như thế này tôi cho là nó không đủ sức răn đe. Trong trường hợp mà vì cái hành vi khai báo không trung thực này mà dẫn đến cái việc cho dịch bệnh nó lây lan thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không ạ? Cái điều 240 của Bộ luật hình sự là cái tội lây truyền bệnh dịch cho người khác. Thế thì ở cái điều luật này thì trong trường hợp mà nhẹ đấy thì cái người phạm tội có thể bị xử phạt tiền tới mức là 200 triệu hoặc tùy theo tính chất mức độ của hành vi phạm tội mà có thể bị phạt tù đến 12 năm. Đấy. Và ngoài hình thức phạt tù thì còn bị kèm hình thức phạt tiền đến 100 triệu. Với cái mức như vậy là tôi cho là phù hợp. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư.